Hương và Tường tíu tít chụp ảnh cưới thay váy xoành xoạch, cô dâu đổi kiểu mái trông như tin. Phim kéo dài 100 tập mà không cho Hương và Tường lấy nhau thì mất hết khán giả. Là cặp đôi được yêu mến trong gạo nếp gạo tẻ, Lê Phương mới đây đã chia sẻ hình ảnh chụp cưới của cô và Thanh Thất. Nhiều người đoán rằng nhân vật Hương do Lê Phương thủ vai cuối cùng đã được hạnh phúc bên người đàn ông tốt như Tường do Thanh Thất đóng. Điều này càng làm cho khán giả thêm háo hức chờ đợi cái kết viên mãn của hai nhân vật này. Bởi trước đó nhà sản xuất từng tung hỏa mù, Công Hoàng Anh có thể sẽ được tha thứ và quay về với Hương. Lê Phương chia sẻ hình ảnh cô và Thanh Thức đang mặc đồ cưới. Mặc dù không nói rõ đây là vai diễn của gạo nếp gạo tẻ, nhưng qua dòng trạng thái và phần hashtag, cư dân mạng cũng đã lờ mờ đoán ra cái kết của phim. Ảnh cưới được cho là của cặp đôi Hương và Tường khiến khán giả không khỏi mãn nguyện. Nếu hình cưới này là trong phim thật, có lẽ sẽ có nhiều khán giả quyết tâm xem hết gạo nếp gạo tẻ. Phản ứng của các fan tất nhiên là vui mừng vì có thể Hương và Tường sẽ được hạnh phúc bên nhau.